Hello hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nha. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con iWin anh em. Đấy, hôm nay mình lại tiếp tục vác vốn 263k vào chơi quay thú cho anh em xem nhá. Rồi hôm nay mình sẽ chơi theo phong cách của mình anh em nhá. Đấy, mỗi người thì có một cách chơi khác nhau anh em ạ. Đấy, còn mình thì thường chơi kiểu bố láo anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt chim anh em nhá. Đây, bây giờ mình sẽ theo biệt chim xem sao anh em, vài tay em sao nhá. Phát đầu tiên vào thì làm phát luôn anh em, được có 2 lít 6 thì làm phát cho nó hết luôn anh em ạ. Đấy, còn vốn 13k. Đấy, anh em đang xem mình nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Và đừng quên comment Momo bên dưới phần bình luận. Ok ăn rồi anh em ơi. Ok nhá. Ok, và đừng quên comment số Momo ở dưới phần bình luận để ngày mai mình lên video lại tiếp tục quay đúng phát lọc cho anh em nhá. Hôm qua thì mình mới lên video đầu tiên nên chưa anh em chưa có comment nhiều. Đấy thì cho nên mình sẽ chưa quay. Anh em cứ comment đi rồi tầm khoảng chục comment là mình sẽ quay ra đúng phát lọc cho anh em nhá. Rồi, mình sẽ theo chim tiếp anh em nhá. Đấy, theo mình cái câu này thì nó sẽ biệt chim vài tay anh em này. Để mình thử bắt chim xem sao vài tay như thế nào anh em nhá. Rồi, ăn tiếp bồ câu trắng anh em nhá. Ok, ngon lành cành đào luôn anh em nhá. Rồi anh em nào mà chưa trải nghiệm cái con iWin này thì link iWin mình đã để dưới phần bình luận với lại mô tả nhá. Anh em nào mà muốn về bờ hay là đang xa bờ thì cứ alo qua cho mình, số Zalo mình để dưới phần mô tả đấy anh em. Đấy, số Zalo mình để trong mô tả nhá. Anh em chỉ cần tải về rồi gửi ID qua cho mình để được nhận code free với lại khuyến mãi cộng với lại đưa anh em về bờ free không mất một xu nào nhá. Ok anh em, ăn tiếp bồ câu trắng nha. Đấy, vì mới vào mình nhìn thấy cầu này là mình biết nó bệt chim rồi anh em ạ. À. Rồi, thì nãy 260 bây giờ hiện tại là lên 3 của 2 rồi anh em. Đấy, cái này thì anh em không nên ở lại lâu anh em nhá. Trò nào cũng vậy anh em mà trước giờ mình làm video đều về anh em. Mình cứ ăn được vài tay mình sẽ ra vào lại hoặc là mình sẽ đổi cầu hoặc là mình sẽ đổi trò khác anh em nhá. Anh em đừng có nên ở lại một trò quá lâu. Với lại một ngày anh em đăng nhập quá nhiều lần vào con game thì anh em rất là dễ bị soi nhá. Ok anh em, ăn tiếp chim én này. Ăn thòng 4 tay rồi anh em ạ. Ăn thòng 4 5 tay rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá, 3 triệu 3.957k nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ra vào lại phát con quay thú tiếp anh em nhá. Rồi. Ok anh em. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt con gì, đổi cầu rồi à? Cây nhà bây giờ mình sẽ theo lại chim tiếp anh em nhá. Mình chỉ theo chim thôi, mình chỉ theo chim thôi anh em ạ. À. Đấy, bắt chim ăn thịt anh em ơi. Ok anh em. Đấy thì trước giờ thì ngày xưa thì ok ăn tiếp này, ăn tiếp không nói nhiều. Đấy mới vào làm phát nhỏ nhỏ thôi anh em ạ. À. Cứ từ từ thôi anh em. Cầu nào chắc cú thì mình tấp tay mà không thì mình cứ bệt nhỏ nhỏ thôi anh em. Đấy trước giờ thì mình đưa anh em về bờ khá là nhiều rồi. Ngày xưa thì cách đây khi iWin mới ra đấy, mình làm video cũng kéo được tầm khoảng 400-500 anh em về bờ rồi. Đấy thì bây giờ mình một năm vừa qua thì mình bận công việc cho nên không làm video với lại đưa anh em về bờ được. Thì bây giờ mình rảnh rồi thì mình sẽ giúp anh em về bờ nhá. Đấy anh em nhớ xem hết video ủng hộ mình anh em nhá. Rồi, ăn tiếp anh em này. Phát này ăn mới đậm nè. Có 3 triệu mấy à, đúng không? Ui, 5 triệu 8 anh em ơi. Ok, ngon lành cành đào luôn. Đó là cả vốn anh em nhá. Rồi, hiện tại đã lên 7 củ tư rồi. Không biết có gắng hoặc lên 10 củ để nghỉ không. Đấy, lên tầm 10 củ là mình nghỉ anh em nhá. Đây anh em cứ tải link trong mô tả về. Cứ inbox qua Zalo cho mình để được đưa về bờ miễn phí anh em nhá. Đấy, vốn bao nhiêu cũng được anh em. Miễn phí cho anh em nhá. Ui, thì mẹ đổi cầu phát vẫn về chìm mẹ nữa chứ. Đổi cầu phát vẫn về chim, nãy giờ toàn về chim, auto về chim luôn anh em ạ. À. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Cày cũ nhờ. Đấy thường thường thì mình bắt hay ngày xưa thì mình bắt chim với lại đấy mình bắt chim X2 này với lại ba con thú. Còn hiện tại giờ là mình chỉ bắt thú với lại ba con thú này thôi. Mình sẽ bỏ X12 ra nhá anh em. X12 mình không theo nhá. Anh em chỉ theo con X6 và X8 thôi. Đấy anh em phải kết là con thú hay là con chim đá anh em mới bắt được kiểu này nhá. Còn anh em mà phân vân thì ui mẹ lại về chim tiếp cày cũ chưa, ba đấm không bằng một đá anh em ạ. À. Ba đấm không bằng một đá, chả lẽ tất tay phát nghỉ anh em.
Đấy mình à, mất tính mình à, chơi anh em biết rồi, mất hai ba tay là mình cay cú à. Rồi sau nó phát mà nghỉ luôn nè. Làm phát nghỉ luôn này, phát làm không về thú rồi. Cho anh em cắt chim mình luôn, thật sự luôn. Đấy. 2 4 5 tay rồi, 5 tay chim rồi, kiểu gì chả biệt thú anh em. Đấy nhưng mà mong về x8 thôi, vì con cấu trúc hoặc là đầy rồi. Mẹ đéo đéo chịu về con x8 mới cay cú anh em ạ. À, có x6 thôi. Có x6 thôi anh em ạ. À, lên 9 củ 6 rồi. Thôi, chắc mình làm một tay nữa mình nghỉ nhá. Chơi đúng một tay nữa mình nghỉ à. Để anh em xem nhớ cho mình xin một like với lại nhớ comment Momo bên dưới phần bình luận để ngày mai mình quay ra đúng phát lọc cho anh em nhá. Rồi, đấy random thì mình sẽ quay một cái đến hai cái nhá. Mỗi người là 50k anh em nhá. Rồi anh em ơi. Đấy, ăn phát nữa nghỉ luôn nè. Nhưng mà có 1 lít thôi anh em, thử chơi tay to. Vì mình cốt chơi 1 lít là để nó lên tròn 10 củ mình nghỉ thôi. Mình không tham đâu anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Bye bye anh em, hẹn lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.